Ngọc Lan kính chào quý khán giả người Việt TV. À, kính thưa quý vị, vào ngày 4 tháng 9 sắp tới đây à, tại Sài Gòn Performing Arts Center sẽ có một chương trình ca nhạc rất là đặc biệt mang tên là Dòng nhạc Việt 2016 à, với một số bài hát của bốn nhạc sĩ nổi tiếng được xem như có thể xem như là bốn đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam đó là Phạm Duy, Lê Thương, Văn Phụng và Phạm Đình Chương cùng xuất hiện trên màn ảnh Việt việt TV hôm nay với Ngọc Lan đó là anh Phạm Thành là con trai của nhà phỉ Phạm Đình Chư cũng là người tổ chức chương trình này xin chào anh Phạm Thành à, chào Ngọc Lan xin kính chào quý vị thì như Ngọc Lan vừa mới uh, giới thiệu đó là vào uh, chỉ còn có khoảng hai ừ. tuần hơn nữa không ừ. đúng không ạ? Ừ. thì à, cái đêm nhạc mà dòng nhạc Việt 2016 sẽ chính thức diễn ra thì à, là người à, đứng ra tổ chức cái chương trình này thì anh Thành có thể giới thiệu với à, quý độc giả cũng như khán thính giả của người Việt TV biết rõ hơn về chương trình này như thế nào ạ? Dạ, vâng, à, lý do chính mà tôi thực hiện cái chương trình hôm nay đó à, sắp tới đó là vì để à, à, phổ biến hai cái à, À, sản phẩm mà tôi đã hoàn tất xong à, vài năm trước thì có tung ra cái cuốn sách sách nhạc phạm đình trương toàn bộ sáng tác à, như chúng ta thấy ở đây và ngoài ra thì xuân vừa rồi đó thì đã thực hiện xong một cái bộ đĩa à, trong cái hộp này thì trong đó có bốn cái bộ đĩa và coi như có khoảng trên 44 bài hát của à, cố nhạc sĩ phạm đình trương như là một à, cái box set và để à, chúng ta lưu niệm À, và gồm có tất cả coi như hầu hết tất cả những cái sáng tác uh, uh, trong cái sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Uh, không thiếu gì hết. Và um Ngọc Lan nghĩ nếu mà nhạc vị, sĩ Phạm Đình Chương mà biết được điều này thì ông sẽ rất là vui. À, theo như Ngọc Lan thấy ở đây á, là bốn bốn cái đĩa nhạc thì nó gồm hết cái cái tựa đặt cho từng đĩa nhạc thì nó đã nói lên được cái nội dung rồi như Đúng. là đôi mắt người sơn tây, ly rượu mừng hội trùng dương rồi đêm nhớ trăng Sài Gòn tức là à, Ngọc Lan mở ra được mà <laughs> um, cái cái này mình sẽ được giới thiệu ở trong cái cái đêm nhạc đó luôn nhạc phải đúng, không ạ? Dạ. À? Yeah. Chiều, chiều nhạc đó. À, OK đây đây là bốn um, cái đĩa nhạc tất cả các sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Minh Chương đều nằm để, ở đây và và được thực hiện trong khoảng thời gian uh, 3 năm gần đây. Dạ. Yeah. Tức là không có những cái ca khúc cũ ngoại trừ một số những cái ca khúc mà do chính À, nhạc sĩ phạm đình trương hay là ban hợp ca thăng long thì à, lúc đó đã thầu từ trước thì tôi có um, để trong này như là một cái hình thức uh, sưu tầm để giữ lại và để kỷ niệm còn thì tất cả đều là thực hiện uh, gần trong những năm gần đây uh, rất là công phu và âm thanh rất là tốt. Nha yeah. uh, như vậy đó thì ngọc lan có một cái hơi tò mò đó là tại sao uh, nếu như là nếu chỉ giới thiệu với các cái sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương thôi là đã có thể đủ làm nên những chương trình rất là lớn rồi. Nhưng mà trong cái buổi chiều mà dòng nhạc Việt 2016 đó thì tại sao mình không chỉ giới thiệu nhạc sĩ các sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương thôi mà lại có thêm của Phạm Duy, Văn Phụng hay là Lê Thương. nữa à, Câu hỏi rất là đúng là vì thật ra thì đúng là vậy là tôi có thể tôi làm riêng một cái chương trình về Phạm Đình Chương và dạ. để tung ra cái bộ đĩa này. Tuy nhiên năm nay thu thật là khi mà hoàn tất xong thì tôi rất là uh, vui mừng vui mừng đã thực hiện được những cái chuyện mà mình uh, đặt ra cho thân phụ ừ. uh, và tự nhiên tôi lại nghĩ đến một số những cái uh, người nhạc sĩ mà tôi đã có cái uh, uh, vinh dự gặp họ trong cái, cái đời sống và nhất là cái hồi hồi, hồi nhỏ uh, khi mà đi theo uh, thân phụ tôi đi lên đài phát thanh chẳng hạn thì gặp uh, các ông uh, và tôi rất nhớ rất là rõ uh, từ nhạc sĩ Lê Thương cho đến nhạc sĩ Văn Phụng rồi nhạc sĩ Phạm Duy à, thành ra tôi mới nghĩ là thôi bây giờ chúng ta sẽ làm một cái chương trình gồm có bốn nhạc sĩ để chúng ta gọi là bốn à, tác giả và bốn cõi nhạc để cống hiến à, cho nó phong phú hơn để cho quý vị à, khán giả tới xem được à, thưởng thức dòng nhạc của bốn người à, cái việc mà lựa chọn à, Bốn nhạc sĩ xuất hiện ở trong một cái chương trình như vậy đó. Phải nói là nói cái chữ mà mình hay nói nôm na là một chương trình rất là nặng ký uh, với cái, những cái bài hát như thế này. Thì anh mất bao lâu thời gian chuẩn bị như thế nào để có thể mà cho cái chương trình sắp tới diễn ra? Thì uh, uh, tôi bắt tay vào việc này từ hồi đầu năm. Yeah. Từ hồi đầu năm. Ngay cái lúc uh, Xuân về và được cái tin là ở Việt Nam uh, cái ca khúc Lê Diệu Mừng đã được uh, cho uh, thông dụng thay vì uh, bị cấm đoán trong suốt uh, mấy chục năm trước đây. Thì tôi thấy uh, uh, cái chuyện đó nó là một cái chuyện uh, uh, cũng nên uh, thành ra một cái uh, dấu ấn cho cái năm nay. Thành ra uh, tôi bắt đầu từ lúc đó và thực hiện cho đến bây giờ. Thì cũng lai dai nhưng mà cũng... À, xong rồi, bây giờ thì chỉ đợi đến ngày để đi, để diễn và uh, chào đón tất cả quý khán giả uh, yêu mến nhạc của bốn ông à, Những uh, gương mặt những giọng ca nào sẽ xuất hiện ở trong cái uh, chiều dòng nhạc Việt 2016 ạ à, Tới hôm đó thì có tiếng hát Bích Vân, yeah. tiếng hát uh, Theresa Mai yeah. và đặc biệt uh, có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Khánh Hà dòng à, nam thì có phạm hà và tôi là phạm thành và à, nếu nói đến các à, người nhạc sĩ này thì, thì chúng ta không thể không nói đến các cái trường ca của họ yeah. à, trường ca mẹ việt nam à, rồi trường ca à, hòn vọng phu và trường ca hội Trung dương mm -hmm. thì à, đã có ban ngàn khơi yeah. à, sẽ trình bày tất cả những cái bài uh, trường ca đó rất là xuất sắc Tức, tức là những cái trường ca mà anh vừa mới à, kể ra đó nó sẽ được trình diễn hết ở trong Đúng. cái cái buổi nhạc này. Đúng. Wow. Nhưng mà em thấy có vẻ là rất là cái chương trình nó sẽ rất là công phu. Dạ. Thế nhưng mà cũng phải nói thêm là vì uh, năm nay chúng ta làm về uh, để tôn vinh uh, nhạc sĩ Lê Thương, thành ra tôi có soạn ra một cái phần nhạc chuyện uh, gọi là nhạc chuyện Hòn đồng phu. Wow tức là cũng diễn ba cái bài hát của ông viết ra nhưng mà có một chút mặc quần áo của cái thời đó và diễn xuất một chút tức là nó được dựng như là một một cái cái nhạc cảnh đúng không ạ có thể có thể gọi như vậy tôi gọi là nhạc truyện là vì nó chỉ là cái sự diễn diễn xuất qua giọng hát và giọng tiếng nói nhưng mà nó cũng sẽ thành ra một cái tiết mục rất là đặc biệt cho chương trình sắp tới. Ờ, ở trong cái cái bối cảnh mà rất là nhiều cái chương trình à, ca nhạc được tổ chức xung quanh đây trong liên tục Thế trong cả... những cái thời gian này, nhất là ngay tại Sài Gòn Performing Arts Center thì việc mà mình đưa ra một chương trình này giới thiệu chương trình này thì anh thấy um, nó sẽ có một cái gì nó đặc biệt, có một cái gì mới để nó thu hút được khán giả tới. Tôi nghĩ là cái cái thông lệ của tất cả những nhà tổ chức gọi là nhạc thính phòng từ trước đến giờ đó thì họ lấy một cái chủ đề về tổng quát thôi thu vấn Vương hay là mỗi xuân họp mặt chẳng hạn như vậy nhưng mà cái chính là vì khi làm như vậy đó thì họ có cái khả năng họ chọn tất cả những cái ca khúc nào mà họ cho là phổ thông hay là đáng nghe nhưng mà nó không có đi sâu vào cái dòng nhạc của um, bất cứ một tác giả nào à, với chương trình này thì uh, quý vị có thể sẽ uh, nghe được uh, cho riêng bốn, ca, bốn tác giả và một số những ca khúc không những là uh, gọi là classic từ mấy chục năm nay mà còn là những ca khúc uh, có thể là rất hay nhưng mà rất ít nghe rất ít được nghe Thế? thì uh, đó là một cái uh, tôi nghĩ là nó khác, khác đi và chú trọng và để cho chúng ta nghe hẳn và cái dòng nhạc của bốn người thôi trong một cái chiều nhạc như vậy. Ok à, để có thể tìm hiểu thêm về à, chiều dòng nhạc Việt 2016 nó sẽ có cái gì hấp dẫn hơn nữa thì Ngọc Lan kính mời quý vị trở lại với à, Ngọc Lan và anh Phạm Thành sau phần thông tin thương mại.